Hello nha, chào anh em nha. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Đến với lại livestream tối nay của mình. Anh em đi qua xem livestream thì cho mình một comment, một cảm xúc. Và nếu như các bạn thấy sao hiện lên giữa màn hình livestream thì các bạn bắt lấy cái sao đấy và ném cho mình nhé. Ok, và mình đã nhìn thấy mắt xem của anh em rồi. Anh em nào mà tài khoản có dư thì nhớ chuyển vào đây cho mình ít nhá, ủng hộ nhá, không thì nhặt sao rơi giúp mình nhá. Không biết là Volta đã thi đấu được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ thi đấu những trận đấu của Volta vào tối ngày hôm nay. Trận đấu thi đấu của chế độ rất vui, đó là bóng đá futsal trong nhà Volta. Như những livestream trước thì mình sẽ bật nhạc, nhưng mà Facebook đang yêu cầu mình không được sử dụng những cái nhạc mà mình không kiểm soát được, vấn đề bản quyền đấy, cho nên mình sẽ không để nhạc nữa và mình sẽ chuyện trò với anh em thôi. Xin chào bạn Minh Trần nha, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình trong những livestream gần đây. Không phải là cam đâu Minh ạ. Cam của anh thì nó là ổn đấy, nhưng mà cái da của anh là da bánh mật, da đen kiểu drop ba đấy, cho nên là lên cam thì chắc chắn là nó sẽ không được đẹp đấy. Căn bản là cái này là do bản thân anh là nó không có nước da, nó không sáng nhá, nước da nó tối màu, cho nên là thông cảm đi. Chứ còn cam thì là cam anh mua là người ta cũng bảo là cam này là dùng ổn rồi. Bạn mình không được đẹp trai sáng sủa trắng trẻo cho nên là vào cam nó không được Vâng, đẹp lắm. ngày hôm nay đội bóng của chúng ta Không sẽ gặp sao, đối vui là thủ qua chính truyền các hình bạn. điện thoại. Anh mà đẹp trai thì anh lại đi làm người mẫu hoặc là diễn viên để đánh rồi. Không ngồi livestream thế này. Như vậy chúng ta đã bước vào những trận đấu của Volta. Và hiện tại thì team của chúng ta bao gồm những cầu thủ như Raul này. Raul là mình đang cầm anh em ạ. Mình khoái đá tiền đạo cho nên mình sẽ cầm Raul. Anh em có nghe tiếng bình luận không? Ở Volta này không có bình luận à? Họ đã mất tập trung và đã phải nhận bàn thua. À có bình luận anh em ạ. Vậy là mình để Có thể cả là chàng trai của chúng ta bình muốn luận gặp ở cửa nhà như trong vậy. in game của Quang Huy với Quang Tùng nhá.
để đỡ mình đỡ phải nói nhiều, nói nhiều nó khan giọng lắm. Anh em có thích, nếu như anh em thích cái chế độ Volta này của FIFA Online 4 thì anh em cho mình một like nhá. Và hãy comment những cầu thủ mà anh em cảm thấy đang còn phân vân là có nên, chưa biết có nên sử dụng hay không thì mình sẽ tư vấn anh em nhé. Mình khác với các streamer khác là mình có thể tư vấn cho anh em các cầu thủ trên livestream của mình nhé. Bạn nào có nick khủng, không phải nick khủng mà bạn nào còn nhiều thẻ chưa mở ấy, thì các bạn cứ inbox nick vào tin nhắn cho mình sẽ mở giúp các bạn trên livestream của mình. Mình mở nick cầu thủ, mở thẻ cầu thủ thì cũng rất hên anh em ạ, rất may mắn đấy. Đúng rồi, rồi anh vô tình huống mà anh em phòng ngự chắc vào nhá. Đây rồi, cơ hội của tôi đây rồi. Không được, quậy Volta này nó cũng vui anh em ạ. Volta này mình đá 5 năm, 5 năm người một lúc luôn. Vui lắm, đá đồng đội. Không được rồi. Vừa rồi là một cái ý định truyền cho đồng đội của tôi. Đây là Raul. Cú sút rất chính Không xác. được. Đúng rồi, tôi sẽ là người đá phạt góc cho đội. Lâu rồi mới vào, Volta đang còn hơi bị ngợp anh em ạ. Anh em tối nay đã đi trà chanh trà sữa đâu chưa? Hết hiệp 1 rồi, nếu cứ chơi như mà ngủ thế này thì thua là cái chắc. Như vậy là Cậu cần hiệp phải làm 1 tốt đã vào thời kết điểm thúc. này. Chúng ta là chủ nhà của trận đấu này. Họ phải cố gắng hết sức để lật ngược tình thế trong hiệp 2. Ôi. Mình còn không biết ông Raul của mình nữa, ông chạy đi đâu nữa. Chơi Volta này thì có hai kiểu. Một là dội skill. Thùng lưới Đấy, rồi, đội người bạn hâm họ thi mộ đấu nào rất dẫn linh vào. hoạt. Các chàng trai của chúng ta cần Phòng phải cố ngự anh gắng em hơn nữa. ơi, phòng ngự chắc vào. Toàn mất hai hai. Ui dồi ôi, lại thêm bàn nữa rồi. May quá. Không biết là sau này FIFA 4 họ có đưa ra những cái chế độ nào mới nữa không, nhưng mà mình thấy hiện tại cũng có nhiều chế độ rồi. Quên bàn thua đi, Nhiều tiến chế lên độ nào. cũng hấp dẫn, nhưng mà Volta này cũng là chế độ thư giãn rất là vui. Chúng ta Thực đang ra càng ngày mình càng đi cảm xa giác khỏi cái hàng ngũ Volta rồi. này thư giãn nó còn vui hơn là cái chế độ gọi như là xếp hạng ấy. Tại vì chơi chơi cái này nó đúng mang tính chất của một Hat-trick game giải đã trí đánh các mất anh em hầu ạ. hết những bàn thắng của đối phương rồi. Nó không nặng vấn đề là mình phải lên Cách thế này, trình các cầu thủ của chúng lên ta cần tập danh, trung nhiều nhưng hơn nữa. mà nhiều khi Chúng đá ta không thể danh nó làm ức tự tin như chế, trên đồng đội vậy. muốn đập bàn phím luôn ấy. Mà Đối phương là chơi đồng chí Volta của này chúng thì thắng ta, thua nó cũng không họ quan sẽ trọng nhìn lắm. tất cả đường truyền của chúng ta. Nó vui là chính mà. Đúng rồi, nó game nó phải vui là chính. Ông Raul cũng đá tiền đạo mà cứ chạy chạy về làm gì vậy? Tiền đạo thì cắm chốt thôi nhá. Tiền đạo ông cứ chạy về chạy lịch tay anh tình. Đúng rồi. Nhưng mà chúng ta phải thấy là đội bạn họ điều quân rất nhanh. Những quả tắc bóng ở đẳng cấp thế giới.
Bạn rất nhanh. Có lẽ đây là một team đã thuần thục rồi. Đúng rồi, chúng ta có một bàn gỡ của Petit. Cơ hội đến rồi, phải nắm lấy tia hy vọng này và giành lại thế trận. Đó là bạn có tên là Sài Gòn FC. Họ cần phải hạn chế Quaiski lại, đặc biệt là khi đối mặt với anh ta. Nhìn cái cách mà anh ta ăn mừng kìa, đó là Petit, một màn ăn mừng tri ân người hâm Petit mộ. icon luôn. Trận này thua có Tôi lẽ cảm là vì thấy chủ đã quan có thôi. một cuộc lội ngược dòng rồi đấy. Đội mình thành phần các cầu thủ cũng tương đối là chất lượng đấy. Tuy nhiên không có một trung vệ đúng nghĩa. Chúng ta đang kiểm soát hoàn Chỉ có toàn trận hai tiền đấu. vệ phòng ngự đó là Petit và Vào rồi, không Vieira. còn mỹ tư gì để diễn Như tả vậy là được tầm hiệp 2 khủng có lẽ khiếp là của trận cả. đấu của team chúng ta, của team chủ nhà. Ghi thêm một bàn nữa thôi nào các chàng trai. 3-4 rồi, chỉ còn một bàn nữa là chúng ta có thể gỡ hòa được. Ôi xong rồi. Chúng ta cần phải ngăn chặn Ôi cầu thủ may đối phương quá. có bất cứ cơ hội nào để sút nữa. May mà tình huống vừa rồi là không bị thua thêm vậy. Đúng rồi. Thôi Trận không đấu ghi sẽ trở bàn nên thì nhàm mình chán nếu không kín có tạo những cho cú anh em sai vậy. khá như thế này. Chuyền đi. Thấy rồi. Tôi đây nhá, ông ơi. Đúng rồi. Ui. Và dứt điểm hơi tệ của Raul. Đáng lẽ tôi quả đấy là phải căng. Họ cần tận dụng khoảng trống, Tiền bởi đạo vì chạy cứ vào là đi vào ông những ơi. tình huống thế này, anh Tiền ấy lại đạo ông tạo cứ ra rất nhiều cơ núp hội. vậy. Đúng rồi. Ui. Tiếc quá. Tôi tin là Quả những chàng đấy trai của mà chúng ta còn vượt thêm qua tí kết thời quả này gian rất là được vui. đấy. Mà cái kiểu FIFA 4 này mình thấy có một cái nó rất buồn cười nhé. Là đến những giây cuối cùng là ghi bàn kiểu gì auto ra ngoài. Anh em nào đi qua cho mình một tim một like gì đó đi nhá anh em nhé. Cho mình một comment đi. Cái này giống như mình bấm anh em cứ thả đủ các loại phẫn nộ cho mình. Phẫn nộ hay là yêu thích hay là như nào cũng được, miễn là anh em tương tác với mình đi, xem livestream của mình thì các bạn tương tác với mình đi nhá. Hello hello, xin chào anh em nhá. Đi qua xem livestream của mình thì cho mình một like nhá, một like một comment. Đấy, tất cả những thông tin cần thiết thì mình đã ghi ở dòng trên cùng của màn hình livestream rồi. Anh em có thể ủng hộ mình bằng một nút theo dõi, một cái chia sẻ thôi. Có thể bây giờ mình còn mới và lạ với anh em thì anh em sẽ cảm thấy là chưa được thân thuộc cho lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là tối nào cũng sẽ ngày nào cũng sẽ livestream cùng anh em. Vậy đội hình của chúng ta sẽ bao gồm Zera này, Kevin Bruyne, Messi, Benzema. Đội bạn thì có Mario cái gì đây, Hendoso cái gì vậy. Bắt đầu rồi, cho đối thủ ăn hành nào các chàng trai. Phần Zera mình sẽ đá vị trí tiền vệ với lại phòng ngự rồi. Khi nào tấn công và chạy lên thì mới rõ được. Anh em lui về phòng ngự đi để tôi lên tôi ghi bàn cho. Cầm Zera sút thì cũng phê phết đấy. Đúng rồi, đây rồi. Ôi. Thủ môn đội bạn lên khá nhanh đấy. Cú sút rất chính xác. Zera là tôi rất thích đóng xa.
Đúng rồi. Ô, ông này bị ngáo à, đỡ có bóng đêm rồi xong rồi đã ra pin thế kia rồi. Anh em về phòng ngự đi, để tôi chạy lên tôi ghi bàn cho. Ui xong rồi, may quá chưa bị lủng thêm. Đây rồi, cơ hội đây rồi. Trưởng thế nào được, ông Gerrard ông mà sút thì thôi rồi. Tôi muốn xem lại nó thêm nhiều lần nữa. À chả ăn mừng như Ronaldo luôn. Chắc Chỉ đấy. cần bảo vệ lợi thế dẫn bàn này thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Cậu ấy Volta vui thả ga anh em ạ. Một Ôi, đều đối rồi. phương đã có được bàn thắng. Chúng ta đang quá bất cần. Tình huống ghi bàn cũng khá là thú vị. Chúng ta cần phải ngay lập tức vươn lên dẫn trước bằng một bàn thắng. Đúng rồi, ông già rào ông truyền con nào chết có đây đấy. Ừ, ông diễn cái gì vậy trời ơi. Ba vẫn số đế. Mẹ cái ông nào cầm cầm ông nào nhìn giống Benzema vậy. Ui sút kìa, sút thế thì chết. Ui xong rồi, mình đang phòng ngự đây, hay Lưới bóng quá. của đối thủ đã bị cắt. Ông Gerrard cũng nhanh phết đấy chứ. Chạy lên xem. Đúng rồi, đóng đi. Ui giời. Mẹ dứt điểm vội thế ông ơi. Từ từ ấn. Anh Rồi, hay đã ghi quá. bàn, một bàn thắng tuyệt đẹp. Ta đã nâng cách Tập biệt trung lên vào phần 2-1 mình rồi. nào, đừng để nhận thêm một bàn thua nào khác. Đá với tem vui anh em ạ. Mấy anh em đá cùng một trận nó vui. Chế độ này hấp dẫn đấy. Khá là thú vị. Chơi đồng đội. Này ok, tôi sẽ truyền cho bạn. Cắt được Đúng bóng rồi. rồi, họ nên tổ chức phản công nhanh ngay thôi. Cắn sang đóng luôn. Yes, úi giời ơi. Thanh. Đóng thế nào mà lại trượt được quả đấy. Đây, nhìn này. Tuyệt vời. Đấy, nó phải thế. Oh, nhìn cái cách mà anh ta ăn mừng kìa. Đội bạn Là toang thật một rồi màn anh em mừng ạ. tri ân người hâm mộ. Giữ cổ Toang lại thật để mang rồi. về chiến thắng. Phòng ngự tài tình. Tuyệt Mình vời. phải chạy lên cho cái màn hình nó nhìn vào cái đợt tấn công. Đúng rồi, ông này diễn hay đấy. Ui, Thật tuyệt bàn vời. thắng đẹp Bàn đấy. thắng tuyệt đẹp khiến cả khán đài phải đứng dậy Kín vỗ tay khen ngợi. Benzema. Karim Họ đang chạy Benzema. à? Ở đây chúng tôi gọi đó là đi bộ. Anh em đẩy like lên giúp mình đi, đẩy người xem lên giúp mình đi. Có lẽ là sau những ngày mình live stream thì hiện tại anh em cũng đã biết đến mình nhiều hơn rồi. Nói thật với anh em là ngồi nhà chơi thôi. Chơi thì rảnh thì live stream, nếu anh em nào rảnh thì xem cho vui. Chứ không có ý định gì Hiệp khác. 1 kết thúc. Họ đã chơi rất tốt ở hiệp đấu này. Tôi tin là họ sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Trung Bình là một người mà rất là yêu Hiệp 2 bắt đầu. môn thể Cùng thao chờ đón một vua. chiến thắng nào. Nên là chơi game thì hầu như mình cũng chỉ chơi có mình FIFA Online 4 thôi. Sắp tới có thể mình cũng sẽ nghiên cứu chơi thêm một cái game nào đấy nữa, mang cái tính chiến thuật đồng đội nhiều hơn để anh em có Đường cứu thể chủ trung. đồng hành cùng mình. Wow, người hâm mộ đang điên đảo với pha bóng đỉnh cao của anh ấy. Mà hiện tại thì mình vẫn chủ yếu mình livestream về tựa game bóng đá nhé, Với thế trận này, tựa game chiến thắng bóng là điều chắc chắn đá rồi đấy. FIFA Online 4. Trận đấu rất hay anh em ạ, một trận đấu mà đội bạn đã hoàn toàn bị toang toang trước team của mình. Team của mình lần này thi đấu rất tốt. Đấy. Mùa đang thắng 5-1 rồi các bạn ạ. Tỷ số khá là đậm đà đấy. Thêm phát nữa là thành tennis luôn.
thủng lưới Như rồi, vậy là họ 2 cần năm phải phòng rồi. ngự tốt hơn. Cầu thủ vừa ghi bàn cho đội bạn Chúng là ta vẫn Frankie đang tập de trung đấy, Jong thì phải. sợ cái gì nào? Đúng rồi. Ui, mất bóng rồi. Lùi về thôi. Chơi cái Volta này mình cảm giác bóng nó lăn nhanh. Cứ như thể là bóng tự tìm đến chân đồng đội vậy. Thế trận nó diễn ra khá là nhanh anh em. Một đúng rồi, tốt quá. Và dứt điểm rất hay của Messi. Nhưng đội bạn chơi như gà mắc tưởng tượng sau này mấy ông Ronaldo với Messi giải nghệ là có khi là về chơi bóng đá trong nhà là cũng hấp dẫn anh em ạ. Bóng đá trong nhà này chơi khi được đến tận 60 tuổi ấy. Ông nào vận động viên bóng đá mà không chơi bóng nữa là cũng rất nhớ đấy. Những cầu thủ mà chơi futsal đấy là những bậc thầy về cái skill đấy anh em ạ. Ông đấy kỹ thuật rất hay đấy. Thậm chí là kỹ thuật còn giỏi hơn mấy ông đá trên sân cỏ cơ. Tôi nhìn thì các ông ấy chỉ đá trong cái sân có cái diện tích nó bé cho nên là cái yếu tố thể lực nó cũng không đòi hỏi nhiều, chứ mà ông có kỹ năng hay mấy hay, ông không có sức sức khỏe không có thể lực thì chạy sân lớn nó mệt lắm. Chúng ta cần thủng lưới rồi, người hâm mộ đang thất vọng. Chúng ta không được để họ ghi thêm bất kỳ bàn thắng nào nữa. Trận đấu cực kỳ mãn nhãn cho khán giả xem, rất nhiều bàn thắng, có tới 10 bàn thắng trong trận đấu này rồi anh em ạ. 7 bàn là thuộc về team của chúng ta và đội bạn cũng rất nỗ lực, và đã có tới 3 bàn gỡ rồi. Anh ta thật sự cắt bóng rồi, anh lấy đi cơ hội của họ Ui. Một cách không thể nào hiệu quả hơn. Một cú sút đẹp như truyện tranh. Rất thú vị. Chuyển đấy, đúng rồi. Rẽ đã. Không được. Có vẻ như đội bạn đã biết trước là nếu như Rẽ ra cầm bóng là anh ta sẽ sút. Những đường chuyền tốt là một trong những yếu tố quan trọng. Đồng đội đi ông ơi. Đúng rồi. Hat trick, hat trick của ông nào đây? Benzema. Đang đá tập với đội bóng thiếu nhi vậy. Trận đấu rất hay. Tắc bóng hoàn hảo, anh ta đang đạt phong độ cao. Ui. Mình lại chạy dưới này. Thắng rồi. Thắng đẹp luôn, thắng tưng bừng luôn. Với một chiến thắng đầy thuyết phục của chúng ta. Quẩy Volta vui thả ga. Tiếp tục quậy tiếp. Hoàn. Ông CR bưởi đâu ấy nhỉ? Xem nào. Chọn ra Un à? Raul thì mình đá tiền đạo chắc luôn trận này rồi. Zara sút thì hay hơn. Zara đá Volta nó hợp. Xin chào 5.000 bạn bè đang xem nhá. Xin chào toàn thể mấy chục triệu anh em trên toàn quốc nhá, anh em thanh niên, những tín đồ của Túc Cầu Giáo Việt Nam chúng ta, anh em đi qua thì cho mình một like, một cảm xúc, một chia sẻ nha. Tối ngày hôm nay thì mình sẽ quẩy cái chế độ Volta, chế độ được xem là mới và mang tính đồng đội giải trí rất cao.
Vào trận rồi, chắc hẳn đây trong buổi live stream thì anh em có thể đặt ra một số câu hỏi anh em thắc mắc, mình có thể giải đáp cho anh em về những câu chuyện bóng đá hoặc trong chuyện trong cuộc sống, cái gì mình biết mình sẽ chia sẻ nhiệt tình với anh em. Anh em nào có kinh nghiệm hay có cái chuyện gì hay hay kể cho nhau nghe đi. Tuyệt vời. Ui, một chút nữa thôi là đã có thì quá ra hùn rồi. Rồi chắc chắn rồi, tôi là tiền đạo, tôi sẽ cắm chốt ở trên, tôi sẽ không về. Đây, chuyền đi ông. Đúng rồi. Ui, sao ông ra hùn ông chậm thế nhỉ? Cụ này, có đây ông ra chân kịp luôn. Không hiểu ông định như nào này. Đã tiền đạo người ta nhanh nhanh lên tí, chậm chạp lề má lề mề. Đấy, đấy rồi. Chuyền đi ông ơi, dê dắt nhiều làm gì. Mẹ ông đá ở trùng vẽ không dê. Dê như đúng rồi. Đấy, cái chuyện của tôi có phải xong luôn được không? Anh ghi bàn rồi anh em ơi, phê. Sướng quá. Cảm giác ghi bàn là cảm giác tê tái hết cả người. Yeah, tôi đây ông ơi. Đúng rồi, nhìn thấy cái mặt đẹp trai Raul là phải chuyền ngay đi nhá, đừng lo ngoàng. Ui, cái lề gì thốn, thùng lưới rồi. Mẹ bóp bóp tim nhau à, bóp nhau à. Mẹ ông chuyền cũng vậy thì không khác gì tự sát, sợ quá đi trời. Đúng rồi đấy, chuyền nó phải quấn nó quả óc vào, dùng não vào nhá. Đá phải dùng não vào. Nhiều ông quên bằng não. Đi đâu nhớ phải xách cái não theo nhá. Đi mà không mang não là hơi căng này. Dễ bị lú lắm. Ui. Đội bạn tấn công cũng khá quá anh em ạ. Đây rồi. Thịt đi. Ui giời mẹ cái thằng. Tao chuyển cho mày đến như thế rồi mà mày còn không đớp được nữa thì không biết là mày ăn uống kiểu gì. Những quả ngon là phải đớp ngay chứ đừng có để nó sống mất. Đó, biết ngay mà. Không ăn được là chó nó lại ăn mất. Phải lúc để bỏ cuộc, phải cố gắng hòa, càng sớm càng tốt. Thì nó tệ. Đúng rồi. Đấy, nó chuyền kiểu đồng đội vào. Đấy, đúng rồi, anh đây em. Đối. Đấy, ui giời ơi. Ui mẹ thế mà sút không vào. Thánh. Chịu luôn. What? Cậu ta như thể điều khiển cả thằng nào đá hậu vệ vậy? Đá hậu vệ chắc vào đi các baby ơi. Ui. Các baby sắc ơi. Đấy rồi. Hết điểm 1 rồi. Nếu cứ chơi như này thế này thì thua là cái chắc. Họ cần phải làm tốt hơn trong hiệp 2. Có đội bạn có Quế này, Hải Quế. Hải Quế nhà ta này. Hiệp 2 bắt đầu, chúng ta phải thi đấu bóng lửa để giành lại thế trận. Căng vào cho anh đi em. Chuyền. Nói thô, mày bị mù mà mày truyền cái gì vậy? Ui trời ơi, mẹ sao mày sút, tao thấy mày sút khổ đấy mày. Đấy, nó phải thế đấy. Tôi đảm bảo là tôi mà có bóng là chết với tôi à, trượt thế đách làm được. Sống đến từng này tuổi mà tôi thấy chưa thấy cái trường hợp nào như trường hợp như thế này. Chưa mà phải con tôi đánh chết từ lâu rồi. Anh ta thậm chí còn không cần phải cố gắng trong pha tắc bóng đó. Xem
Xem mấy cái clip trên TikTok buồn cười quá. Lú luôn mấy câu chèn. Đây, đúng rồi. Anh xin. Chết với anh. Ui. Man, không hiểu sao. Trời, một cú hat-trick rồi. Chúng ta À, cần phải tìm cách để thoát khỏi bọn cơn đấy ác mà mộng chết. này. Ai đó nói cho các cầu thủ của chúng ta chiến thuật là cái gì đi? Khá là Cứ như tấu thể là hài họ đấy anh tự em. tìm đến chân đồng đội vậy. Đúng rồi. Rồi đây. Mình chơi chiến thuật là mắc màn trên khung thành đội bạn. Ui. Về đi ông. Các ông cứ về phòng ngự đi. Thủng lưới Lại rồi, lại họ cần phải toàn phòng ngự tốt hơn. trận này toàn ác phết nhỉ. Ôi a Các đủ trang lại trại của chúng Raul của nó ta cũng cần phải tám tìm rồi. lại chính mình. Bảo sao nó đóng ghê vậy. Ibra. Ui. Mẹ cái thằng Raul này sao nó sút vô duyên thế nhỉ. Không được như giờ là. Trận sau lấy Zara đá thì nó Wow, thế mới phê. là phòng ngự chứ. Zara nó đóng quả nào chết quả đây. Tấn công thì tấn công nhưng mà các ông cũng phải phòng ngự chắc cơ. Mà các ông phòng ngự không chắc là dễ toang Anh lắm. ta đang có phong độ tốt, chúng ta cần phải hết Hai sức cẩn bốn thận rồi. khi tấn công. Cần phải linh động hơn, đối phương đang lên bóng quá dễ dàng. Ibra cộng 8 mùa TC cũng ghê Phòng phết ngự anh em tài ạ. tình, tuyệt vời. Ông nào đợi ép được lên này mua vậy. Chúng ta cần phải ngăn chặn không cho đối phương có bất cứ cơ hội Là nào để sút nữa. TC cộng 8. Úi rồi mẹ nó sút căng ghê chưa lại. Chứ không giờ ông này còn ông sút. Đến làng ấy. Ui, chuyển kìa. Mày gọi đây mà xuất ra ngoài được. Thánh. Chuyển thế Ok. này, hôm nay anh Thẳng hat này. trick, chân của anh ta hôm nay nhanh như điện vậy. Hat trick rồi nhưng mà dứt điểm như vậy là không chấp nhận được. Tiền đạo mang tiếng hai con ra. Sút vào chỗ nó Cơ gọn hội đến rồi, gàng mà. phải nắm lấy tia hy vọng này và giành lại thế trận. Sút vơ sút vận. Cứ phải bồi quả thứ hai thứ ba vào được. Cười rồi mang tiếng tiền đạo. Và Ui Nam bắt đầu rồi công mẹ nhận thằng chúng ta Ibra vốn đánh đã có thể đầu làm tốt hơn trong tình huống đó. bốn bàn luôn bốc cơ luôn. Có phải các chàng trai của chúng ta vẫn đang khởi động không vậy? Trận đấu này cũng đã cố gắng rồi nhưng vì đội bạn họ chơi hay hơn. Ô Đầu tiên là chào những rất chàng trai của đông chúng các anh ta em đang cũng vượt qua xem kết quả nhá. này sớm thôi. Xin chào rất đông các bạn đang xem nhá. Bạn nào mà thấy sao rơi trên màn hình thì các bạn quăng quăng vào live vờ chim của mình nhá. Quăng luôn vào live vờ chim của mình nhá. Các bạn nhá. Chắc là Covid, Covid đợt rồi cũng làm cho đa số anh em chúng ta rơi vào trạng thái hơi bị khủng hoảng về kinh tế đúng không ạ? Thôi thì cố gắng. Khó khăn chung mà. Kinh tế suy thoái vì Covid. Nhưng bây giờ tình hình ổn định lại rồi thì đa số là anh em cũng đi làm. Một số anh em rảnh thì ngồi nhà chơi giống tôi. Bao nhiêu năm rồi, đúng rồi, mình lấy Zera thôi. Mình thích Zera cơ. Bao nhiêu năm rồi, mình đã xa đi.
đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên đôi vai ta hai vầng nhật nguyệt soi suốt trăm năm một cõi đi về. Mây bay trên trời và nắng trên cao, ta đi lang thang đi về biển rộng. Con tim yêu thương chưa từng mời gọi, một chút cô đơn, một chút yêu đau. Và nếu như anh được làm máy bay cùng với gió, cùng em đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng trôi qua không rời xa đâu, mình bên nhau, tình yêu ta tựa như trăng muốt ngàn. Vâng, ngày hôm nay đội bóng của chúng hãy ta sẽ để cho anh được gần bên em, kề môi em, cùng nhau đến nơi hạnh phúc chân trời. Hay quá, một pha gấp bóng kiểu Neymar. Volta này ông nào diễn được skill là rất phê anh em ạ. Đấy, đóng luôn. Đủ, quả đấy truyền của tôi phải ngon không? Ông tham thế. Ố Moa Sài Gòn. Ngáo nhẹ. Đấy, đúng rồi. Xong luôn rồi. Ôi, ok. Sụt luôn thì còn đỡ giữ làm cái gì nữa. Thằng mày có đây bấm đề cụ đi rồi xong còn giữ lại làm cái mẹ gì nữa. Hầm yếu chịu được. Ồ, mày đốn người kìa. Xong luôn rồi. Thủng lưới rồi. Toàn. Họ cần phải phòng ngự tốt hơn. Có phải các chàng trai của chúng ta vẫn đang khởi động không vậy? Toang rồi. Mày tôi đánh thô bạo, đánh người thô bạo vậy trời. Đúng rồi, chuyền đây. Chuyền đi, ui trời ơi, mẹ mày. Quên bàn thua đi, tiến lên nào. Cái tem của mình lần này tem ra kiểu gì ấy. Ai đó nói cho các cầu thủ của chúng ta hiểu. Chiến thuật là cái gì đi. Tiếc hiểu không, ra kiểu gì nè. Không hiểu chơi kiểu gì nè. Kìa. Ôi, chơi kìa. Chuyền không chuyền nổi. Chúng ta nên cẩn thận khi tấn công. Toàn các thánh không. Không vào thì chịu luôn. Đấy. Wow, những cái cách mà anh ta ăn mừng kìa. Giờ là sút quả nào chết quả đấy. Tôi cảm thấy sắp có một cuộc lội ngược dòng rồi đấy. Nói không có đàm thoại nha. Đàm thoại các ông bình luận với ba vẫn. Chúng ta đang để cho họ có quá nhiều cơ hội triển khai những đường truyền nguy hiểm. Nhiều ông bình luận rất khốn nạn. Ôi trời ơi. Điều hiểu sao sút chuyển quá như thế được. Mất hết cả AOE của Icon này. Ôi trời ơi. Mà chà cụ nhà mày. Sụt như cái đầu buổi. Hết hiệp 1, không cần phải vội. Họ hiệp sẽ một. Lấy lại thế trận sớm thôi. Chúng ta bị dẫn. À, hiệp 1 chúng ta đang bị dẫn trước một bàn.
số là 1-2. Hiệp 2 đã bắt đầu rồi, trận đấu vẫn chưa kết thúc và cơ hội vẫn còn đó cho chúng ta. Chết vào phút số. Thằng gì ra này. Trận này tệ quá. Đấy, sút đi. Được đấy. Đang điên đảo với pha bóng. Yêu quá cơ. Chà bố anh. Kiến tạo gọi gọi là được. Nói chung là biết dùng não rồi đấy. Cái gì vậy? Đi mẹ điều khiến mày chạy vào người nó xong mày chạy trượt được. Phòng thủ của đội trở nên vô cùng chắc chắn. Mày điên à? Như thể là bóng tự tìm đến chân đồng đội vậy. Đội bạn cũng đang hình như đang hơi bị ngáo hay sao. Kiểu địch phải quả đấy mà không vào đớp được. Thằng lợn này. Quả đấy vào đẩy nó ngã sấp mặt rồi mà lấy bóng thì chưa được. Lợn này chả thông minh cái gì. Đấy rồi, 3-1. Hay quá. Đúng rồi. Vỗ tay. Vỗ tay. Đẳng cấp, đẳng cấp. Phê anh em ạ. À. Cái chế độ này nó phê. Yes. Tắc bóng hoàn hảo. Anh ta đang đạt phong độ cao. Được rồi, Zara của tao đâu? Anh ta quả là một chuyên gia phòng ngự. Họ nên tìm cách tránh anh ta khi tham gia tấn công. Đây rồi, Zara của tao đây rồi. Úi giời ơi. Chưa gì em đã nằm sóng xoài ra thế kia rồi. Em có nằm, em cũng phải nằm đúng lúc đúng chỗ. Chỗ bạ chỗ nào cũng nằm. Thế thì chết. Còn gì là nết na. Úi giời. Ta thoải mái như vậy, phải giữ sức em nhiều hơn nữa. Úi giời. Skill cái gì. Đi sút ghê thật đấy. Này, thằng nào đóng đây, Mbappé à? Nó đóng quả chết chóc phết đấy. Tập trung lên, đừng để bị thủng lưới thêm bất kỳ bàn thua nào nữa. Đúng rồi. Chuyền đi. Mẹ cái thằng kia sao đứng được rồi vậy mày. Mày bị hâm à? Đấy rồi, anh xin. Ý đấy, đấy đồng đội nó phải thế. Sút đi. Ui mẹ cũng đúng là con lợn đúng không? Và đấy mà sút ra ngoài được. Bố mẹ đến chịu nhà mày luôn. Ôi cái gì vậy? Dọn bóng như dọn nhà vậy. Địch mẹ không định chơi cho hách não tôi đấy à? Thoát hết cả team đi. Chuyền đi mẹ. Mẹ ơi, con đây này. Ôi cái địch mẹ sút vào của cụ thằng rồi. Được. Thằng này khá. Khá quá. Có thể thấy thế trận đã nằm trong tay chúng ta. Được rồi. Chuyền không chuyền không quan trọng phải không? Quan trọng là anh muốn thấy em là phải có thành tích. Úi giời ơi. Mẹ đội mình nó khác với đội mình nó đẹp trai hẳn rồi. Cứ ghi bàn thấy tìm đẹp trai hẳn ra. Thằng nào cũng đẹp trai. Đúng anh em ơi. Tìm mà thắng thì thằng nào cũng đẹp trai đó. Rồi ok. Một trận đấu khá là tuyệt vời đấy. 9 bàn thắng được ghi đến thời điểm này rồi. Hay quá. Trận đấu sẽ trở nên nhàm chán nếu không có những cú sút trái phá như thế này. Tình huống sút không vào như vậy nhưng vẫn đang khen. Và qua người tương đối điệu nghệ. Ôi xong rồi. Đúng rồi. Đây chuyền cho tôi ông ơi. Tôi làm bàn nữa ông ơi. Ui giời. Mẹ chuyền dốt thế. Đúng rồi. Quá hay luôn. Ramos à? Chỉ cần bảo vệ lợi thế dẫn bàn này. 6-4 rồi. Một chiến thắng tương đối là hoành cá tràng. Xong luôn. Đây thôi đây ông ơi. Ui. Hên thế, tưởng gọi đấy vào cơ. Thắng rồi. Ngon quá. Mà một chiến thắng đầy thuyết phục của chúng ta.
giác là hình như hôm trận nào của Volta mà mình cầm Zera là cũng thắng nhiều hơn. Đá tiếp đi ông ơi, vẫn đang còn thời gian mà, mấy khi được quậy Volta đâu, mấy khi được quậy Volta đâu, được quậy là mình quậy thả ga luôn anh em ạ. Thôi tôi vẫn sẽ lấy ra ra mà thôi, chơi ra thôi chơi ra. Ui Johan Cruyff kìa, anh em thấy Johan Cruyff chưa? Ô mất rồi, thằng này dốt lấy mẹ. Johan Cruyff đã vậy hay không? Chỗ Messi tỏ tí 20. Marcel được dày. Xin chào 1 triệu anh em đang xem livestream nha. Chúc 1 triệu anh em tối nay xem livestream của tôi là cười tươi như nghe. Và nếu như anh được làm mây bay cùng với gió, cùng em đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng trôi qua không rời xa đâu, mình bên nhau tình yêu ta tựa như trăng úa màu, hãy để cho anh được gần bên em, kề môi em, cùng em đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng trôi qua không rời xa đâu, mình bên nhau tình yêu ta tựa như trăng một ngàn. Yêu đời nên thi thoảng đá vài câu hát cho nó trữ tình anh em ạ. Cái gì vậy? Anh xin pha tốc bóng tương đối phòng ngự này. Mẹ Seedorf này hơi bị nguy hiểm luôn này. Seedorf sau khi ra meta mới tôi thấy Seedorf đá hay lắm anh em ạ. Trận siêu hạng mà có Seedorf là cũng hơi toang. Tập trung phòng thủ đi nào. Sau này thằng cha này nó ra cái gối icon này thì không biết như thế nào nữa. Như vậy chúng ta đã dẫn trước 1-0 rồi. Phía trên thì chúng ta có hai tiền đạo cho nên trận này tôi sẽ làm nhiệm vụ chủ yếu ở dưới và giữa sân. Ui ôi. Mạnh Minh Truyền có vô duyên thật. Đúng rồi, đóng luôn đi. Ui. Trận này tôi sẽ đá phòng ngự cho anh em xem. Tôi đá phòng ngự thì phải gọi là siêu chắc. Ui. Phải nhận bàn thua. Nói trước bước không qua. Nói trước bước không qua. Các cụ đã bảo rồi, nói trước là bước không có qua. Vui quá anh em ạ. Tôi cảm tưởng như tôi đang ở trong cái nhà thi đấu futsal thật sự. Khán giả như thật ấy. Nhìn cái này mình lại nhớ cái thời sinh viên đá các giải bóng đá sinh viên đấy anh em. Có những cái nhà thi đấu trong nhà này này, y như vậy luôn ạ. Phè lắm. Vào đây cái không khí khán giả đây, cái khu của nó là khu trong nhà mà. Cái tiếng vang tiếng ồn nữa không quá là đông khán giả đâu. Một khu chia là mấy dãy chỉ độ chắc độ vài trăm người ngồi thôi. Nhưng mà nó phè lắm, đá đấy nó không khác gì mình chơi V-League sân to. Không có gì phải lo lắng cả. Hãy thể hiện những gì mà các cậu ngồi như này nhớ những cái giải bóng đá sinh viên ngày trước của mình. Xưa tôi đá bóng hay lắm, thề luôn. Tôi quẩy thì phải như là kiểu như CR7 đảo chân các kiểu phê lắm. Ghi bàn cũng hay. Úi giời ơi, mãi chiếm rúa quá. Tập trung vào trận đấu đi mày ơi. Chiếm hơi xa rồi, hơi xa bờ rồi. Đúng rồi, ba đều rồi. Anh em nào mà mới làm beacon thì đừng xem livestream nhé, sợ anh em gặp ảo ấy. Còn anh em nào mà cũng làm mấy tí hơi bóng với lại đá vài đường ke rồi thì cũng đừng nên xem nhé.
Ui. Chỉ ngay những đường lên bóng của họ lại. Ai đó và đang thua rồi, 2-3 rồi. Chúng ta cần phải ngăn chặn không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào để sút nữa. Đúng rồi. What the hell? Tự nhiên cái máu ghi bàn nó lại nổi lên anh em ạ. Đấy. Một khi mà mình đã máu là mình phải cho nó ra thằng cu cháu luôn. Đấy. À, thế nó mới gọi là chất. Chất. Thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng thằng cu. Vậy là hiệp 1 thì số rất là hay. Nó đã là 3 điều rồi anh em ạ. Bắt đầu rồi. Tôi hy vọng hiệp 2 sẽ hấp một dẫn cái hơn. Hiệp 1 rất là tưng bừng, gọi là pháo sáng luôn. Thu đi để lại lá vàng, anh đi gửi lại cho nàng thằng cu. Các chàng trai của chúng ta cần phải tìm lại chính mình. Ra. Chuyển đây cho em, đúng không anh? Hay quá, ui giời. Mẹ, một đường kiến tạo mình không thể ngờ được là mình có thể kiến tạo một quả đẹp như vậy được. Mình phục mình ghê. Đúng rồi. Đấy, chuyển hay như thế rồi mà không làm ăn gì được. Thôi xong rồi, chết rồi. Úi dồi ôi, đẹp quá anh em ạ. Mẹ, nó chơi những cái quả như thế thì đỡ thế nào rồi. Đẳng cấp đấy. Quả xoay người ghi bàn. Phải cố gắng à, càng sớm càng tốt. Quá đẹp luôn. Sau cái buổi livestream này thì khối anh em phải xem lại cái livestream này của tôi đấy. Bởi vì có quá nhiều những bàn thắng mang tính nghệ thuật, phải gọi nó ở cái cấp độ gọi là sao hỏa rồi chứ không phải trái đất nữa. Anh ấy đang tạo ra rất nhiều cơ hội. Cấp độ của người ngoài hành tinh rồi. Họ cần phải hạn chế quầy skill đấy. Lại, đặc biệt là khi đối thằng cha dùng Rurit này nó đá rất là hay, quậy rất là phê nhỉ. Ui giời. Không được. Và bật cao của Zera. Ép sân luôn. Cho một ông phòng ngự thôi. Đang thua là phải ép lên. Anh ta thậm chí còn không cần phải cố gắng trong pha tắc bóng đó. Chết này. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Kimochi. Kimochi. Vẫn đang thua một bàn. Trận này mình chơi được mà. Trận này đang thua nhưng mình cũng ghi được 2 bàn rồi. Đấy là còn phải phòng ngự đấy. Áp sát và ngăn không cho anh ta tiếp tục tung ra đường chuyền đấy đi. Bọn đấy không giữ được. Cái gì mà. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, gỡ hoa đi anh em ơi. Ui, đeo hiểu sao. Đấy mình phải xuống ra ngoài rồi tao chịu mày luôn. Ui. Hay quá. Một chàng pháo lai thủ môn à. Đừng để anh ta thoải mái như vậy, phải gây sức ép nhiều hơn nữa. Toàn VIP. Đã có được bàn thắng. Chúng ta đang quá bất cần. Toàn VIP rồi. Ai đó nói cho các cầu thủ của chúng ta chiến thuật là cái gì đi. Mẹ, đá với cầu chán luôn. Tụi dề mình tụi chơi. Chưa. Trận này thua là vì phòng ngự không không tốt. Thằng nào cũng chăm chăm chạy lên mà trong khi đó không biết ghi bàn luôn. Chuyền đi. Cái thằng đờ dây này mày bóp tim nhau, bóp tim tao đây à.
Ok. Anh ta Úi, u sắp như ngựa. rào cạo. Đỉnh thế. Trận đấu gặp Hy vọng team họ sẽ chơi tốt hơn để không phụ Thanh lòng người hâm mộ. Thiên Thần óc độ hũ không? Trang. Đấy, trận này mình đấu đâu đến nó tệ. Đứng top top 2 luôn. Còn hai ông còn lại ngáo quá. Triệu hồi anh em quậy Vota đi, triệu hồi đi, làm phép triệu hồi đi. Umbala si bùa các cùm cùm umbala si bùa các cùm cùm umbala si bùa. Yeah, làm ba ra nét ti. Trịnh cảm kệ nó đi, anh em có thấy được tôi không? Ok nhá, chắc là thấy được rồi đấy. Đó, cam nó phải tầm thế nhìn nó mới rõ. Đội bạn Quang Rigoro, mình lại Raul à? Đúng rồi, Và trận đấu bắt đầu. Với Raul đội đi hình cho ra nó quân hợp như thế phong này thủy thì đây sẽ là một trận cầu đáng xem. đấy Một đường chân sang như rào cạo của Thiên ui một Và bàn ơi, thắng mẹ, ba rất thắng may liên mắn tiếp. luôn, Tôi muốn sao lại nói thêm nhiều lần mới nữa. vào để đớp ngay được quả phê thế chứ lệ. Có thể thấy thế trận đang nằm trong Ngọt tay chúng ta. ngọt ngào như vòng tay âu yếm an ben ly bê đủ may quá. Ôi, mình phải chú ý cái quậy Volta là phải chú ý người anh em ạ. Nhiều khi không nhìn là không biết là mình chạy ở hướng nào rồi. Anh đây em. Đúng rồi. Mày cái thằng thủ môn mày truyền đi đâu vậy mày? Đúng rồi. Chán quá, không hiểu rồi. Ôi ôi. Sao mình truyền quá ngáo thế nhỉ? Thôi kệ, anh em phòng ngự đi. Tôi đứng ở trên đây chờ cơ hội mà tôi đớp luôn. Thanh niên cơ hội nhất năm. Đấy, mắc võng trên đây ngủ luôn. Đéo về nữa. Úi giời ơi. Chuyển thế thì chết. Chuyển thế thì đấy. Phòng ngự chắc rồi anh em ơi. Thủng lưới rồi, họ cần phải Quay phòng ngự mày tốt hơn. mẹ nếu như là mình Chúng ta đã ở rất gần chiến thắng rồi, thật đáng tiếc. đầu tiên là phải úi giời lại toang tiếp rồi may quá. Rồi đúng rồi mẹ, cái thằng Raul này mày đỡ bóng xong mày đứng mày như cái thằng điều bị vậy, Những cú tắc bóng thế này là linh sự động lựa hộ chọn anh của đội tí chủ xem nhà vô nào. cùng chắc chắn. Về đi các chú ơi, đấy anh đây chuyền đi. Đúng rồi. Mình hình như mình sút thì phải. Ui giời, không cần trúng người mà sút đá vội quá. Mẹ cái thằng Raul này sao mày cứ chạy chạy ra ngoài bin làm cái mẹ gì vậy? Thằng ngáo này.
Đúng rồi. Ít mẹ tao biết ngay một thằng lồn này. Đủ mẹ như mày. Điên đéo chịu được. Đây mà chần chừ nó sút nó lại bị cái thằng hậu vệ đá đít cho phát. Mẹ, ngủ đéo chịu được. Bố con lợn. Đây. Ít mẹ chuyền đi ông. Đỗ Hũ vãi lồn ra. Vậy là hiệp 1 đã kết thúc. Hãy bung hết sức ra và cho đối thủ ăn hành vào Một trận đấu mà có thể gọi là hai team là đều óc chó như nhau. Đây là lúc để tỏa sáng. Công bằng phải nói là như vậy. What the hell? Mình xin đủ mẹ như mày lùa đi. Mày lùa tao hộ cái. Mày lùa hộ bố mày cái. Úi giời ơi, sút như đầu buổi luôn. Mẹ thằng ra buồn lên. Tưởng thế nào? Úi ở cái gì vậy má, Sài Gòn đủ trêu tao à? Đây em ơi, anh đây. Đấy anh đây, ra un đẹp trai đây em ơi. Cái đi mẹ mày, mày không nhìn à mày? Mày có vấn đề về quang học à? Khả năng phòng ngự thế này chắc chắn sẽ làm đối thủ nản lòng. Khinh bố mày. Chuyền đi. Mày cái thằng cầm dù béo kìa. Bố mày đến chết mẹ bây giờ. Đó, bố con lợn ngủ thế chưa lại. Chúng ta đang quá bất cần. Chưa phải lúc để bỏ cuộc, phải cố gỡ hòa càng sớm càng tốt. Đấy. Cái đầu mày nó phải như thế thì nó mới là cái đầu tốt nhá. Ừ, phải ghi bàn như thế. Úi giời. Này này, trời. Đâu thủ ngôn. Chúng ta cần phải tìm cách để thoát khỏi cơn ác mộng này. Không có gì phải lo lắng cả. Hãy thể hiện những gì mà các cậu đã luyện tập đi. Đây, đúng rồi, anh xin em. Đấy. Này, úi vào đây mà lấy của anh này. Úi trời ơi. Mẹ cái thằng này. Họ cần tận dụng khoảng trống thay vì cứ lao vào đối phương như thế này. Ô, cái địt mẹ cái thằng thủ môn. Thủng lưới rồi, người hâm mộ đang thất vọng. Địt mẹ thế có điên không như vậy. Chúng ta có thể chiến thắng nếu cố gắng nhiều nữa. Ghi bàn đi nào. Anh ta thậm chí còn không cần phải cố gắng trong pha tắc bóng đó. Một cú sút hoàn hảo. Đồng đội hoàn toàn có thể tin vào những đường truyền của anh ấy. Cho nên các cụ bảo rồi mà, không sợ đấu thủ mạnh thì chỉ sợ đồng đội ngu thôi. Trận đấu sẽ trở nên nhàm chán nếu không có những cú sút trái phá như thế này. Đéo thằng nào về phòng ngự luôn. Từ cái thằng hậu vệ cho đến cái thằng tiền vệ. Hôm nay có vẻ như là một ngày tồi tệ với chúng ta. Anh ấy đang tạo ra rất nhiều cơ hội. Ui. Anh ta giống như đủ ma Sài Gòn mày. Mày đỡ cái gì vậy mày? Chúng ta cần phải ngăn chặn khâu cho đối phương. Úi giời. Trêu tao đây à? Ui giời ơi.
Thế thì gọi Hai là thầy ăn coach ra lộn đá cũng rồi. còn hay hơn. Họ sẽ phải phân tích trận đấu và cho chúng ta trình diễn tốt hơn vào trận sau. Gặp cái tem ốc chó. Ui tao điên, nó điên điếu chịu được. Phê nhỉ, cái chế độ này nó phê. Sao lại đéo có rô đây nhỉ, không có CR7 tọt ti à, mình thích dùng. Anh em ơi, đá phòng ngự đi nhá, công đá phòng ngự à, ông nào cũng lên Manini cũng thế, tự điều tay nhiều xem. Hay chim này bây giờ là tôi thề không là tôi mẹ đéo lắm bật nhạc luôn. Facebook nó cảnh báo không được bật nhạc, bật nhạc bản quyền chết. Facebook không cho nhạc bản quyền. Anh em nào muốn nghe thì tôi hát trực tiếp cho anh em nghe trong cái livestream của tôi, thích bài gì comment hát luôn. Tuy không phải là dân gọi là ca sĩ các kiểu nhưng mà cũng chơi với lại Tuấn Hưng ấy. Từng đi đá bóng với anh ca sĩ Tuấn Hưng ấy, không phải là vừa đâu. Đã từng có thành tích là đứng dưới chụp ảnh Sơn Tùng MTP đấy. Vào trận rồi, chắc hẳn đây sẽ là một trận đấu đầy kịch tính. Ui mình đoạn phê phết đấy chứ. Bóng đã rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ủa sao phi vào không được cái này, cái gì vậy, trận này mình phải quyết tâm mình ghi bàn đấy. Tôi truyền cho ông rất đẹp luôn đấy. Xong luôn, khả năng trận này thắng rồi anh em ạ. Thấy team đội bạn hơi bị ngáo rồi. Đây Ui là ghi bàn, một bàn thắng tuyệt đẹp. Mẹ giờ ra hot Chỉ cần lắm. bảo vệ lợi thế dẫn bàn này thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Cái gì vậy? Mình xin ý. Ôi, đối phương đã có được bàn thắng. Chúng ta đang quá bất cần. Không thể để thế này được. Mau giành lại thế trận đi nào. Đúng rồi, nó phải thế, phải cho người ta ghi bàn nó mới hấp dẫn được chứ. Các ông cứ thích ghi bàn của mình, ai chơi với nhau cứ vào vậy. Ôi thế đéo nào, mà đéo thấy thằng hậu vệ nào vậy. May quá tao lấy được bóng rồi. Thằng Netta ở dưới đi, chạy lên làm cái đờ bờ đi. Mì dài diễn là hay đấy, nói chung là nó diễn được, mình khoái xem nó biểu diễn. Úi giời, ui nghe ông cầm bóng. Cái giọng đọc bình luận trong in game nó nghèo nàn vậy. Thôi chết rồi. Thủng lưới rồi, người hâm mộ đang thất vọng. Các chàng trai của chúng ta cần phải tìm lại chính mình. Ồ, cái thằng Raul này sao tự nhìn nó lại cũng ì ra thế này. Đúng rồi, bịt mẹ chuyến cũng không được nữa. Bọn
này nó tự dưng nó nhanh thế nhỉ? Lúc đầu vào nhìn nó ngao ngáo nhưng bây giờ thấy nó nhanh thật đấy. Chúng ta cần phải ngăn chặn không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào để sút nữa. Đây rồi, đóng đi. Đủ. Mẹ thằng. Sút mượn ra ngoài. Thằng ông Zera với ông Neta về phòng ngự đi. Trên có Litmanen với lại Raul ghi bàn rồi. Đấy chuyền đi em ơi. Đấy. Thẻm thàm như chó. Đéo chuyền đi. Mặc dù họ là đối thủ, tôi cũng không thể ngăn mình khen ngợi họ vì những đường chuyền đó. Xin chào 1 tỷ anh em đang xem trên toàn thế giới nha. Chúng ta vẫn còn hiệp 2 ở phía trước, trận đấu vẫn chưa kết thúc, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Đội bạn thì có cái gì đây? Mason Mount này, Messi này, Neymar, Gigi này. Hiệp 2 đã bắt đầu rồi, trận đấu vẫn chưa kết thúc và cơ hội vẫn còn đó cho chúng ta. Hiệp 2 làm lại đây anh em. Sốc lại đội bạn đi. Sốc lại tinh thần đi nhá. Đúng rồi. Cú sút rất chính xác. Mẹ thằng Raul nó sút như cái đầu buổi ấy. Chính xác cái liền. Tuyệt vời, chỉ một chút nữa thôi là đã có bàn thắng rồi. Ui, tuyệt vời quá. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Tuyệt vời, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đấy, nó phải thế. Bàn gỡ hòa đây rồi, giờ là lúc lội ngược dòng thôi. Hấp dẫn đây anh em ạ, trận này hấp dẫn phết đấy. Ui. Bàn thắng đã được công nhận, chúng ta vốn đã có thể làm tốt hơn trong tình huống đó. Không có gì phải lo lắng cả, hãy thể hiện những gì mà các cậu đã luyện tập đi. Mới chỉ là một bàn thôi, một bàn dẫn trước thôi, chúng ta vẫn còn cơ hội, vẫn có thể lội ngược dòng. Tập trung vào anh em ơi, thằng nào phòng ngự phòng ngự về phòng ngự. Ui giời, mẹ nó sút ghê quá nhỉ. Không bọn nào chết vào đây nào sút rồi. Ai đã nói cho các cầu thủ của chúng ta chiến thuật là cái gì đi? Đéo về đứng đây rồi. Gọi phòng ngự kìa. Hat-trick. Đã đến lúc chấm dứt những bàn thắng của đối phương rồi. Đây chắc chắn không phải là điều mà các fan mong muốn nhìn thấy khi tới đây xem bóng đá. Đúng rồi. Đồng đội hoàn toàn có thể tin vào những đường chuyền của anh ấy. Chúng ta cần phải áp sát và ngăn không cho anh ta tiếp tục tung ra những đường chuyền đấy đi. Thủng lưới rồi, họ cần phải phòng ngự tốt hơn. Hôm nay có vẻ như là một ngày tồi tệ với chúng ta. Toang thật rồi. Vậy chúng ta đã hơi xem thường cái team này ngay từ đầu trận. Khinh địch là thất bại. Thật tuyệt okay. Vời. Bàn thắng tuyệt đẹp khiến cả khán đài phải đứng phá dậy vỗ tay khen ngợi. Tương đối là tuyệt vời đấy. Một tia hy vọng vẫn đang cháy, cơ hội vẫn còn đó. Nhưng mà cách biệt nó cũng đang còn hơi xa. Tận 3 bàn cơ. Đối thủ nói chung là căn bản là lần này team mình nó phòng ngự kém quá.
Không có thằng nào phòng ngự được cả. Không biết phòng ngự là chết. Ghi 3 bàn trong một trận là cũng đã được rồi. Mà để toang tận 7 bàn là đó là lỗi tại về hàng phòng ngự. Đã bị úi giời kìa. Ông chơi phòng ngự, ông chơi quyết liệt vào. Ngự cứ để tiền đạo đội bạn nó vào nó đè cho nó lấy bóng quá đơn giản. Đấy. Bóng đá thắng bại thì quan trọng ở cái chỗ mà gọi như là hàng phòng ngự ấy. Hàng phòng ngự mà đéo cho ghi bàn thì tỷ lệ thua của đội bạn chắc chắn là nó cao hơn rất nhiều so với việc họ ghi được bàn. Nên đá cái Vota này khâu phòng ngự nó cực kỳ quan trọng anh em ạ. Hàng công có hay mấy thì hay nhưng hàng phòng ngự mà toang là hỏng. Anh em xô đẩy cho cái live stream của tôi nó lên 10 tỷ lượt xem này anh em ơi. Mới có tí lượt xem đang thiếu mất 10 đơn vị. Triệu hồi piu đi e đi e nha. Em ơi mùa xuân đến rồi đó, nắng rộn vườn xuân khắp mọi nhà. Nghe đâu đây trong mùa xuân yêu thương đến với muôn đời, đến với muôn người. Hết giờ chơi Volta rồi anh em. Hết giờ chơi Volta chưa? Làm gì đã hết đâu. Cái này nó còn kéo dài. Đúng rồi. Rồi là chúng ta bị lỗi về đường truyền hay sao. Lỗi game một chút. Bật ra. Quậy Volta phê pha cả đêm. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bóng trắng lại chén nhị vàng. Nhị vàng bóng trắng lá xanh. Anh ơi. Cái gì vậy? Bạn có là FCBO này, Harry Kane, Sidok. Sidok. Vào trận rồi. Clarence Sidok. Trận đấu đầy kịch tính. Chết với thằng. Chuyền đi em. Ui. Thôi, rút kinh nghiệm về trận trước, trận này mình cũng phải hỗ trợ phòng ngự. Anh em phòng ngự rồi thì tôi chạy lên nhé. Đúng rồi. Đấy. Chết với tao. Mày ui đi mày. Ui vào rồi. Mày quá. Mày quá. Trận đấu này có vẻ thuận lợi cho chúng ta đây. Hả? Gì vậy? What do you do? Excuse me. Kimochi ư. Xuống đi. Địch mẹ mày. Chết luôn. À, trận này thắng dễ quá. Em ơi cho anh hỏi. Roy Keane hot cộng 5 với LH cộng 5 ai ngon hơn nhỉ? Roy Keane này. Chắc chắn là cái mùa Lion Hero mùa LH là ngon hơn mùa hot rồi anh ạ. Khả năng sút trúng đích của anh đúng là ở tầm thế giới. Wow, bàn thắng đỉnh cao ở đây. Anh Nguyễn Khánh Duy nhá. Ở đây chúng tôi gọi đó là đi bộ.
Mùa Lion Hero là mùa tốt hơn Hot anh ơi. Dùng nên dùng mùa Lion Hero nha. Raikin đấy, Raikin là tiền vệ phòng ngự của Man U ngày xưa. Huyền thoại người hình như là ông ta là người Iceland. Ôi, tôi nghĩ là tôi đã rất Rồi, thích cách đánh trận của Harry anh Kane chàng như này là rồi. của Mang điều thì chắc Iceland. chưa đâu. Nhưng mà thi đấu MU. Raikin. Ok. Cái mùa Lion Hero là cái mùa gọi là anh hùng cánh tim mà. Đấy. Mà cái mùa Tôi đấy nghĩ là tại là sao trên những bóng ông rổ nào mà mà thuộc không ra các kỹ về năng? huyền thoại là ông ấy đá hay lắm. Anh ta đang thể hiện một kỹ năng phòng ngự vô cùng Cho đáng nên tin cậy. là dùng mùa Lion Hero là hợp lý rồi. Nhưng mà hình như giá bây giờ đang hơi mắc anh em, anh Duy ạ. Anh Duy đi qua thì cho em một cảm xúc nhá, một tim vào trong livestream nhá anh Duy ơi. Họ đã mất tập trung và đã phải nhận bàn thua. Chúc anh em buổi tối xem Chúng ta vẫn livestream đang dẫn trước nhưng vui. phải tập trung hơn. Share livestream ủng hộ mình nhá. Nãy giờ ngồi nói chuyện không mà tim mình thắng 4-1 lúc nào không biết rồi. Bàn thắng đã được Chứng tỏ chứng là anh minh, chúng ta em vốn đã có thể lần làm này tốt thi hơn đấu trong rất tình huống tốt. đó. Ok, cảm ơn anh Duy nhá. Mọi người ai đi qua livestream của mình thì cho mình một cảm xúc nhá. Không được Yêu thuận anh lợi em như thế, nhiều nhá. mau giành lại thế trận nào. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Và Báo anh ta đã rồi. có một cú hat-trick, ngưỡng mộ những cú Đưa sút tay của đây Harry Kane. nào, Nhưng mãi mà bên anh nhau ta bạn đã thắng nhé. rồi. Hay quá. Họ không nên để đội bạn có nhiều khoảng Chơi trống như chơi vậy. nhưng mà vẫn ngóng để anh em xem anh em nào comment thì mình sẽ trả lời nhé. Mình có thể gọi là một streamer mà rất dành thời gian cho anh em để tư vấn và trả lời những cái vấn đề anh em còn thắc mắc về cầu Hết thủ hiệp trong 1, hy game vọng quả bóng sẽ tiếp tục online chơi tốt như FIFA online thế 4 trong hiệp đấu còn lại. cũng như là trong cuộc sống anh em có câu hỏi gì cần ấy thì anh ơi chéo tay hay thường hả anh? Em ơi anh chơi thường thôi em Bắt nhé, đầu, tiến lên Minh không, Trần chúng ta nhé. phải thắng nữa đi nào. Anh không phải là một người khéo tay đâu, cũng bình thường thôi. Thường là những ông mà chơi chéo tay thì là những ông có kỹ năng rất tốt đấy. Thường là thế. Anh thì chơi bình thường thôi, tay bình thường như mọi người, không có cái gì đặc sắc cả. Đây rồi. Chưa thể sút hoàn hảo, Ui, nhưng đó là một mẹ sự sao cố quả gắng đấy đáng lại ra ghi ngoài nhận. được nhỉ? Nani LH cộng 5 ổn áp. Ok anh ơi, Nani mùa LH đã tuyệt vời luôn anh nhá. Nani là một cựu cầu thủ của MU Đối thủ cần phải lựa chọn và kỹ năng nữa. hình như ngày xưa Alex Ferguson mua Nani về là Đúng để lưới thay thế rồi, Ronaldo Ronaldo đấy. đang thất vọng. Tuy nhiên thì cái sự phát triển của Nani ở MU là không được như kỳ vọng của Ferguson Chúng cũng ta không như được để các họ cổ ghi động thêm bất kỳ bàn thắng viên nào nữa. yêu mến MU nhé. Nhưng mà Nani là một trong những cầu thủ có kỹ thuật rất tốt. Mùa mùa LH là mùa đỉnh nhất của Nani rồi. Đỉnh nhất đến hiện tại rồi. Em thấy nhiều bạn cầm Nani LH quậy phê lắm. Chắc là kỹ thuật tốt. Nên chuyền bóng Ông trở về Nani nhà giống để đánh mạnh về hạ tốc hiểm thất độ với bóng. lại kỹ Chúng ta thuật. cần phải gây sức ép nhiều hơn nữa lên tiền đạo đối phương. Tuy nhiên về việc cái thi đấu hiệu quả thì Nani thi đấu không hiệu quả được. Mùa LH là mùa tốt của Nani đấy. Mùa đấy có thể sánh với một cái mùa thường nào đấy của Ronaldo. Tem tem anh MU 75 tỷ à? Thế là cũng được rồi đấy anh ạ. Ui, sao mình chạy đi đâu vậy?
Tìm 75 tỷ là cũng khủng rồi đấy. Khủng là so với anh em bình dân thôi, chứ còn so với mấy ông có tiền Bên phần nhiều thì hơn, đối phương dưới đã ghi bàn 100 quá tỷ sớm. là bình thường nhé. Ôi, đối phương đã có được bàn thắng. Chúng ta đang quá bất cẩn. Team của em cũng chỉ độ 90 tỷ thôi. Nhưng mà thế là dùng được rồi. Chúng ta vẫn đang dẫn trước đấy. Sợ cái gì nào? Quan trọng là anh em cũng không không nên tốn tiền quá cho việc bơm một đội hình. Mình đầu tư đến một cái mức độ nào đấy thôi. Rồi có thể dừng ở đấy mà chơi bình thường. Dù sao là game nó cũng là giải trí thôi mà. Tiền bạc anh em có thể để Mọi dành kế để hoạch làm đều đổ công việc vỡ với khả khác. năng phòng ngự của đối phương. Đó là lời khuyên chân thành của em đấy. Anh cày chơi hay nạo hả anh? Phải dừng ngay những đường lên bóng của họ lại. Ai đó kéo Ờ bóng của họ anh vào. vừa chơi vừa nạp em ạ. Nói chung anh nạp nhiều hơn là chơi. Chơi quả thì nó có cái gì đâu. Muốn lên đội hình mà muốn mua được cầu thủ ngon thì phải nạp. Chịu khó đầu tư một chút. Từng cú. Wow, một siêu cầu thủ Cái của nick này Chelsea của lại anh đang đầu có tư một cũng gol trên phải cho vài Chelsea chục mình. cú đấy anh em ạ. Không phải Chỉ đơn mới giản đầu đâu, lại thế trông mà vậy đã thôi ghi nhưng bàn. mà cũng khá là tốn tiền đấy. Cậu ta như thể điều khiển cả đội bằng tay cầm vậy. Có những ông đầu tư mấy trăm triệu, tỷ bạc, mấy tỷ bạc ấy, không phải đùa đâu, tiền thật đấy, tiền Việt Nam đồng thật đấy anh em ạ. Chơi cái gì bây giờ chả mất máu. Tôi Chơi cảm thấy có free nhiều thì thứ chưa mình chơn không nhẹ của trận được đấu. nhận những Cả cái sân cầu đấu cũng thủ buồn nó rã lên như vậy. mình mong Chúng ta muốn đang đấy, có một màn trình diễn cảm sôi giác nó động bứt trong rứt ngày hôm nay. đúng không? Không thể chờ được Anh nữa em khi chơi đội game bóng đang nào thế này. thế, ví dụ chơi PUBG hay là chơi Liên Minh huyền thoại hay là những cái game kia, muốn có đồ ngon thì đều phải hầu như đều phải bỏ tiền ra để mua hết. Nhưng thôi nói chung là thực ra trong cuộc sống này cái giá trị tinh thần nó là cái giá trị mà con người ta cần nhất anh em ạ. Sẵn sàng người ta bỏ cái giá trị tiền bạc ra để đổi lấy tinh thần. Và game đôi khi nó cũng là một cái giá trị tinh thần mà khiến cho nhiều người bị cuồng ấy. Như tôi là tôi cũng bị cuồng. Tôi cũng bị cuồng game. Huy sân bay nó hín vài tỷ rồi đấy em. Vâng. Huy sân bay thì nói chung là mấy ông ấy có tiền thì các ông ấy nạp được anh ạ, chứ mình lấy đâu ra vài tỷ để mà nạp. Em nạp đến vài chục là em thấy càng lắm rồi. Anh biết team Fami không? Team đấy đập cộng 8 hay mua? Team Femi à? Thật ra thì nếu như người ta có tiền rồi thì người ta có thể là tự ép hoặc là người ta có thể mua. Như trên mạng Facebook thì mình thấy có các bạn cũng hay bán những cầu thủ cộng 8 ấy. Mình chưa mua bao giờ. Mà cũng chưa bao giờ ép lên cộng 8. Vào Thực ra trận cũng rồi, ép cộng chắc 8 hẳn tốn đây sẽ kém là lắm một anh trận em đấu ạ. đầy kịch tính. Mà ép mãi có lên đâu. Mình cũng không không có thời gian mới để mà ép cơ. Chứ còn nhiều anh em người ta đam mê thì người ta vẫn khi dành nguyên cả ngày để người ta ép. Xếp hạng 1-1 đấy. Xếp hạng 1-1 em chơi một mình chán lắm anh ơi. Chơi chơi đồng đội cái này nó vui hơn. Với Một lại cú sút đáng nếu sợ như mà từ đá phía biên 1-1 dưới xếp của Chelsea. hạng thì nói chung em không phải là người đá hay đâu, đá bình thường thôi. Đá Ôi, toàn ở thế cấp đối phương đã có độ được bàn thế thắng. giới hoặc là Chúng cấp ta độ đang chuyên quá nghiệp bất thôi cẩn. chứ chả mấy khi lên huyền thoại hay là lên rank thách đấu các kiểu đâu. Chung là Có em phải chơi cách giải vui trận của thôi chúng chứ ta vẫn đang khởi động không vậy? cũng không, chủ yếu là đàm luận với anh em là nhìn là chính, nhưng mà không phải ham hố trong cái chuyện gọi như là cao thủ lên danh các kiểu đâu. Những cái việc đấy là đã có các ông khác lo rồi. Mình chỉ gọi như là trò chuyện với anh em cho nó khí thế vui vẻ thôi. Một cú sút đẹp như Ok. truyện tranh. Còn về bóng đá ngoài đời thực thì em là một cái người em á, em chơi cái tựa game
FO2, FO3 lâu rồi. Livestream mà livestream nhìn xấu các bạn. Thì mình có đẹp đâu mà chả xấu. Có vậy thôi. Nói chung là cũng chưa nghiên cứu về kỹ xảo cho lắm. Hiện tại thì cứ làm quen với anh em thì rồi dần dần nó sẽ chuyên nghiệp hơn anh em ạ. Hiện tại hình như là mình chưa được cấp cái khung livestream của Facebook ấy. Nên đang live thì một đường chuyền trên như rào cạo cái vậy. Phần mềm ngoài. Mình nói chung là anh em xem clip của mình cũng biết là mình không phải là thuộc người tỉa tốt clip hay là nắn nốt gì đâu. Mình làm nó đơn giản lắm. Làm nó đơn giản nó nói chung là đủ để mình có thể nói lên được cái những điều thú vị của mình là được rồi. Em ngoài đời em chơi bóng phủi hay anh ơi. Ngoài 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 đời thì em đá bóng sân phủi rất hay nhá, nhưng mà trong FIFA thì em chơi cũng bình thường thôi. Ngoài đời khi mà đi đá phủi ở các sân Hà Nội hay là ở nhà thì anh em hay gọi em là anh Ronaldo ấy. Nickname là CR7 đấy. Chào bạn Hữu Đức nhé, cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến nhé. Mình sẽ cố gắng điều chỉnh trong những livestream sắp tới. Họ phải cố gắng hết sức để lật ngược tình thế Hiện trong hiệp tại 2. thì mới cho nên là cũng muốn làm quen với anh em một chút. Quan trọng là anh em nhìn vào game chứ nhìn vào tôi làm cái gì. Tôi là có hình ảnh là được rồi. Chúng ta đang được chiêm ngưỡng những pha tắc bóng ở đẳng Đúng cấp thế không? giới. Cậu ta như thể điều khiển cả đội bằng tay cầm vậy. Hay quá. Chết. Chưa thể Ui. hoàn hảo, nhưng đó là một May quá vào rồi. bàn thắng tuyệt đẹp khiến cả khán đài phải đứng dậy vỗ tay Một cổ đều. vũ. Em có biết Không mấy biết ông ông ủng live hộ vừa cầu đội chim như bàn thắng vodka đã đến. Quang Ninh đẹp dài bình bè dòng chảy. Cần phải linh động hơn, đội Em biết bóng anh đang chơi ơi, khá dễ mấy ông dàng. đấy thì là trùm của FIFA Đội 4 bóng rồi. đang đưa lên bóng của họ lại. Ai đó kèm chặt cậu ta vào. Tức là mấy ông đấy là những cái tên quá là quen mặt đối với lại anh em rồi. Nói chung mình chơi cái game gì mình cũng Cú nghiên sút rất cứu chính xác. qua, cũng biết là trong cái tựa game này thì những ai là đang là Như những rào người cạo. nổi nhất, ai là người top đầu. Thì thực ra thì em đối với em quan trọng ai là người top đầu hay là nổi hay bật gì, mỗi người có một cái kiểu riêng của người ta anh ạ. Ai thích xem ai thì xem thôi. Mỗi người đều có cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình, đều có sự hấp dẫn riêng của Tuyệt mình. vời, chỉ một chút nữa thôi là đã có bàn thắng rồi. Thủng lưới rồi, họ cần phải phòng ngự tốt hơn. Ai đó nói cho các cầu thủ của chúng ta, chiến thuật là cái gì đi? Vậy chúng ta đang bị dẫn trước với tỷ số là 1-2. Anh Duy mà có cái nick nào mà có thể hay đấy, đưa em mở cho. Mở mở cho anh em xem. Hai anh em ấy chuyện anh em đưa nick cho mình là yên tâm nhá.
Mình chỉ mở cầu thủ cho anh em xem rồi còn lại là bảo mật, là đảm bảo tuyệt đối cho anh Trận em. đấu sẽ trở nên nhàm chán nếu không có những cú sút Không sai đụng pha như thế chạm gì này. đến nick của anh em hết. Mới like cho nên là cũng chưa có nhiều bạn gửi nick cho em mở cho nên là đang phải chín tạm cái trận đấu. Thế thực ra em cũng khoái mở nick lắm. Mở Chúng ta thiện không thể lắm. ngăn chặn không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào để sút nữa. Cảm giác mở ra những ông hàng ngon phê. Sau đó mình thử trải nghiệm xem như thế nào. Họ đang trình diễn khả năng tắc bóng kinh điển. Ôi Cần phải vượt qua chuyện này và mẹ, hướng về thằng phía thủ trước. môn nó bắt kiểu gì vậy trời, Không có gì phải lo lắng cả. Hãy thể hiện những gì mà các cậu đã luyện tập đi. đỉnh thế chứ lại bắt kiểu gì vậy. Kìa, lại gặp Cầu mẹ thủ mấy cái trong ông đội óc chó hộ đang dẫn cứ bóng. thích chạy lên, đéo thấy ông nào ở nhà phòng ngự. Đây chắc chắn không phải là điều mà các fan mong muốn À, nhưng thì vẫn anh là một đăng thông ký tin thêm đáng cái ngại. kênh của em đây. Kênh của em là kênh Anh Giờ Bảy Vlog trên YouTube đây. Kênh của em thì nó cũng mới thôi. Thi thoảng có một vài cái clip review cũng được anh em nó xem độ vài nghìn lượt. Em cũng hay review, mà em review thì nó em đá một trận nào đấy rồi em Đấu kèm trường theo an mình toàn luận căn cứ vào luôn. những đường truyền của anh ấy. Chứ em cũng không tỉa tốt năn nó đâu. Tôi tin là những chàng trai của chúng ta sẽ vượt qua kết quả này Ok chứ anh. thôi. Vâng, cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh Duy nhé. Nếu như anh có bạn bè thì anh nhờ bạn bè đăng ký kênh YouTube với theo dõi fanpage giúp em nhé. Chung là bây giờ thì có thể là còn lạ với anh em chứ từ đây đến cuối năm thì chắc anh em cũng sẽ quên mặt em thôi. Vì hầu chắc chắn ngày nào em cũng sẽ dành thời gian để em livestream mà. À, như vậy là chế độ của cái Volta của chúng ta đã hết thời gian rồi. Và như vậy là bây giờ mới bước sang cái 10 giờ 5 phút. Và theo yêu cầu của anh Duy em sẽ quẩy xếp hạng 1-1 nhé. Ok anh Duy nhá. Bây giờ em sẽ quẩy xếp hạng 1-1 nhé. Đội hình của chúng ta khá ổn rồi, nhưng mà mức lương là đang là một vấn đề. Ta giữ 7 lương cơ. 7 lương. Thôi được rồi. Đội hình là khá là chim ưng rồi. Mình nhớ có một ông Armstrong đâu nhỉ. Armstrong lương 6. Làm gì à. Thôi phải cho men đi ra thôi. Cái lương này nó cũng là một vấn đề chúng ta cần phải cân đối. The Sicario. Ok. Quân luôn. Đúng rồi, Ibra mùa Ryan Hero rất hay anh. Icon là em mua anh ạ. Làm sao mà mở được Icon anh, hiếm lắm. Mà cái sự kiện nào em cũng cũng chỉ chơi gọi là trăm trăm vòng 200 vòng lộn lại cho nên nó cũng chả có icon thẻ icon để mở. Còn những cái thẻ có kèm icon thì cũng có bao giờ mở được icon đâu. Mua đấy, icon là phải mua đấy anh ạ. Ngày trước em mua Zaun với lại Zera lúc đấy giá cũng Trận đang đấu vừa bắt còn đầu tương đối trong là một trọng rẻ. tài. Bây giờ thì giá các ông lên rồi. Bóng 3. Đây là Militao. Ta Vieira. đang bước vào trận đấu đầu tiên của rank xếp hạng Ronaldo. 1-1. Raul Gonzalez. Khá đấy. Chuyền cảm tốt. Là Frankie de Jong. À thu. À, hình như bình luận viên cũng đang Quang Vinicius. Tùng, Quang Huy cũng đang bình luận trận đấu rồi đúng không? Ok thì em sẽ không bình luận nữa. Tập trung vào thi đấu thôi. Họ chuyền bóng như thế. Sút.
Thủ môn đã bắt được Đồ bóng. Mẹ, ông dồ béo sút ghê thật. Trong đó ta gửi chú Quang. Rất khó khăn cho phòng ngự. Frankie De Jong. Raúl González. Aaron Ramsey. Vieira. Đây là Harry Kane. Một pha dứt điểm rất hay của CR7 mùa Totti 19. Harry Kane. Ui đánh đầu ấy. Mới ra FIFA 4 anh mở thẻ 70 ra hai con. Ghê vậy anh. Anh đúng là bàn tay vàng trong làng mở thẻ FIFA Online 4 anh ạ. Cristiano Ronaldo. Phán đoán chính xác. Ter Stegen ôm gọn bóng trong tay. Bàn tay vàng trong làng mở thẻ thật. Mở 2 với 70 mà ra 2 icon là kinh rồi. À nhưng mà cái thời điểm đấy là nó đang còn rẻ thì phải. Cái thời điểm đầu mới ra FIFA 4 là em cũng không được không chú ý lắm đâu. Vì cái lúc đấy là em đang còn bị cuốn bởi cái FIFA Online 3. Cái thời điểm đấy là em đầu tư đội hình nó cũng hơi bị kinh. Cho nên lúc ra FIFA Online 4 là mình cũng hơi bực. Nhưng mà nhìn chung thì nếu như mà chơi FIFA Online 4, FIFA Online 3 thì cảm giác FIFA Online 4 nó thật hơn. Nó thật hơn thôi chứ còn nói về cái độ hay chả hay hơn FIFA 3 được đâu. Anh ta đã dướn người hết sức có thể. À Roberto Baggio. Tóc đuôi ngựa thành thần thánh của nước Ý. Và Cannavaro. Siêu trung vệ của Italia. Rất chống trải. Người đã gánh team đưa Italia lên đến chức vô địch World Cup năm 2006. Chấp nhận một pha phạt góc. Fabio Cannavaro. Trung vệ hậu vệ duy nhất đến nay là giành quả bóng vàng thế giới. Cannavaro đấy. Cannavaro thì có cái chỉ số ẩn đó là siêu cản phá. Bóng đã chạm xà và bay ra phía sau. Deco. Cô là một huyền thoại của Bồ Đào Nha. Ngày trước anh này cùng với lại Porto lên ngôi vô địch Champions League ấy. Cái thời mà Mourinho đang còn dẫn dắt Porto. Yes. Woo. Pha ghi bàn rất hay của CR7. Quá tuyệt vời. Bàn thắng vượt xa giới hạn. Chúng ta cùng xem lại cái bàn thắng này. Raul đã làm tất cả những gì có thể. Và cái việc của Ronaldo là quá đơn giản rồi. Sóng gió đã nổi lên. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Deco. Anh ta đã bắt được bóng. Bóng đã lăn qua đường biên cuối sân, sẽ không phải góc. Người vừa phá bóng là Sergio Ramos. Rohan Cruyff. Trận đấu sẽ tiếp tục từ tình huống đá phạt này. Rất nhiều đường chuyền. Phối hợp tốt. Đó là pha chạm bóng tốt. 1-0 là tỷ số của. Trọng tài vừa nổi còi bắt đầu hai trận đấu tại Anfield. Cộng 1 anh ơi. CR7 19 Totti cộng 1 nhá. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Đó là một pha biểu. Nhưng mà đây là Totti xịn luôn đấy, không phải là Totti bổ sung như cái mùa 20 Totti đâu. Raul. Mùa 19 thì Ronaldo vẫn đang là thành phần
cũng đội hình chuẩn 11 cầu thủ hay nhất thế giới đấy. Nhưng mà mùa 20 thì đó là riêng ở riêng server Việt Nam chúng ta thôi. Cầu thủ thứ 12 của Totti. Nói chung dùng cái bản chuẩn một năm thì mình có cảm giác nó vẫn có cái gì đó nó sướng hơn là cái cảm giác bổ sung. Hơi tiếc một cái là ở mùa Totti thì CR7 không được boost thêm cái chỉ số ẩn đánh đầu mạnh. Tuy không có chỉ số ẩn đánh đầu mạnh nhưng mà những pha đánh đầu của CR7 thì vẫn rất chất. Trong các mùa thiện Totti, ôi cái gì vậy, khỏe thế trời. Bạn hút ra là của anh cộng 3 à? Cộng 3 là ngon này. Nói chung ở cái mùa 19 Totti thì nó gọi như là cái mức chỉ số chung nó cũng thấp mà, 98 thì nếu như mình có tí kinh tế thì mình có thể ép lên được cộng 3. Ông nào dư dả hơn thì lên cộng 5 được mà. Cộng 5 nó cũng chỉ trăm linh mấy. Pha phòng bóng đi hết rồi mình ra. Và anh ấy đã với tới bóng. Và đây là bàn gỡ. Ồ không, không có bàn thắng. Quả đánh đầu truyền cho đồng đội. Sút đi. Đó là pha cản bóng thân sâu. Frankie De Jong. Bóng đi đang trước. Và đây là cú sút. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Sút. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Đây là Zera. Ronaldo. Raul. Có cơ hội. Ui. Nếu cầu thủ đó có được bàn thắng thì điều này sẽ củng cố thêm kết quả. Đi bóng đẹp thế mà. Như vậy họ sẽ vượt lên hẳn đối thủ nếu như có bàn thắng trong tình huống vừa rồi. Ok, cộng 5 cho Victor. Nói chung là quan trọng là mình cũng là một fan của CR7 cho nên là ui đấy, cầm CR7 trên hàng công nó có cảm hứng thi đấu hơn anh. Có cảm hứng chơi hơn. Ghi bàn liên toại. Anh ấy không cần dùng quá nhiều lực. Thêm bàn nữa rồi. Để bóng đi vòng qua thủ môn. Một cú sút rất tốt. Đây là một trận đấu derby thành Madrid. Một ông thuộc cuồng logo Atletico và một ông cuồng logo Real. Logo thôi, chứ còn cầu thủ thì chắc là không phải của tem. Cầu thủ là logo. Thích dùng ông nào dùng. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Cái này là em cài sẵn trong cái camera ở bên ngoài, đó là chế độ toàn sân. Chơi cái chế độ toàn sân này thì mình nhìn thấy được hết vị trí các cầu thủ anh ạ. Em chưa để ý xem là nó lại ép bao nhiêu nữa. Nhưng mà đây là chế độ toàn sân nhá. Anh cứ vào cái mục cài đặt của camera anh để chế độ toàn sân ấy. Nó dễ nhìn hơn. Đây này, đấy. Mình nhìn thế này thì mình thấy cầu thủ nó di chuyển được hết mọi ngóc ngách trên sân. Thì mình điều khiển. Ấy, úi giời, Raul Raul đánh đầu. Thấy không, Raul đánh đầu căng phết đấy. Đây có thể là một trong những bàn thắng bất ngờ nhất trong cuộc đời bình luận của tôi. Anh vào cái chỗ cài đặt ấy. F7 hay sao ấy? À vâng. Em cũng không để ý là F mấy. Hình như là thế, hình như là F7. Cản bóng tốt. Mà nếu như mình đá xếp hạng thì mình để thế này nó dễ chơi anh ạ. Chứ em cũng thử để cái hình như cái kiểu chế độ cầu thủ hay là chế độ truyền hình ấy. Thì nhìn cầu thủ nó rất là to và nó nét nhưng mà cái lúc mình chơi nó khó chơi lắm, mình không nhìn được cái thế trận, không nhìn được quân mình nó di chuyển như thế nào ở trên sân.
Cái đấy thì anh em xem thì sướng mắt, nhưng mà mình chơi thì mình sẽ không nhận ra được cái chiến thuật. Nên thôi cứ để chế độ này bao sân dễ chơi. Không có chơi thắng thì không sao, chơi thua thì một số anh em lại bảo là ông chỉ trình chuyên nghiệp với lại bán chuyên. Nói chung là lắm ý kiến lắm. Ok anh không vào game chơi à, hay là đang bận công việc? Anh em đi qua live stream thì nhớ cho mình cảm xúc nha. Đây này, cảm xúc giống như này này. Phẫn nộ luôn. Đầy đủ hết các loại thể loại Xin cảm xúc chào, tôi là Quang tùm Tùng lum và bắt chào nhau mừng các đấy. bạn đến với sân Cứ Bê bấm Tô. thật nhiều cảm xúc vào cũng được. Cho nó có tí không khí. Vậy trận đấu đã bắt đầu rồi. Điều bên ông rất hay. Bên phía đội bạn là Ronaldinho, phù thủy Ôi người à. Brazil. Ông thần này ở ngoài đời mới Quả đá này ra chuẩn tù, không hay ở khu giữa sân? thanh niên nhập Làm gì cư đây? bất hợp pháp, làm giả giấy tờ, Mafia TV Gomez. nhưng mà đúng là người nổi tiếng vào tù có khác. Mà Sút. ở trong tù Hay quả đá dưới Ronaldinho nó người rất có như cái thể. kiểu nó như là cái gì nhỉ, resort nghỉ mát đấy. Và người cứu Ronaldinho không ai khác, đó là người đàn em một thời ở Barcelona, Lionel Messi. Messi đã chi tiền để cứu Tôi Ronaldinho rất ra bất khỏi ngờ nhà khi nhìn tù. thấy kỹ thuật này. Cầu thủ này xử lý bóng rất tốt. Cái gọi là Gomez, anh ấy bật rất người cao cứ rất là và cao đó đẹp. cũng là tiền đề cho siêu bóng hàng đầu. Đúng thể chất, gọi người ta gọi là tình anh em ấy. Đó là một Mãi pha bên phối nhau hợp bạn đặc biệt. nhé. Đây rồi, pha quay dầm sẽ cho ra thấy được rõ bàn thắng này hơn. Vâng, người Vừa đầu tiên vào lập một trận cú tôi căng cũng ngang toang từ rồi, bên hành lang toang một trái. bàn rồi. Hãy xem lại bàn thắng này. Đó là cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Guerra. Đây là Haaland. Kylian Hai Mbappe lần vẫn Hà clubbing. Lan được. Guerra. Hôm nay đang đá rất Tuyệt hay. vời. Trẻ Pha nhưng mà bóng thi đến từ đấu bên tuyệt ngang. vời luôn. Sergio Ramos. Ui. Vẫn không có bàn thắng. Một pha không chiến thành công Mình khi tiếc dưới cầu thủ ghi ông bóng đến rất xa so với khung Rayan thành. ngày trước không hốt Hà Lan về đi, giá ông này rẻ mà chưa đến 20 triệu bảng. Tự nhiên là để ông Dortmund ông hốt mất. Dốt mẹ mấy ông Zidane đi mua Quả mấy đá cái chuẩn ông vẫn Luka chưa chính xác. Jovic rồi mấy cái ông tùm la tùm lum về đá chả ra cái mẹ, phí tiền. Cơ hội. Cái thằng đáng mua thì không mua. Sút. Mất bóng. Pha chạm bóng phi tế. Tuyệt Đấy, vời, bàn có thắng bàn của thắng cầu gỡ thủ hòa thủ rồi. Bếp Lunga lên vậy. Pha cứu hòa cực Người ghi kỳ tuyệt bàn vời. là Aubameyang. Anh ta rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứa lòng một ghi bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo cong vút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Này Ngay là lập tức gì, đã Gomez hoàn thành à? cân bằng tỷ số 1-0. Gomez, cựu cầu thủ của Ligue 1. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng ở chân đối phương. Gomez ngày xưa đã cũng được, Rất khó khăn cho bóng nhưng mà ngựa. cũng chỉ đá cho mấy cái câu lạc bộ trung bình. Có thể phản công. Chung là tiền đạo biết ghi Alexander bàn thôi chứ không có gì xuất sắc. Golovin. Alexander Golovin. Anh em có biết tại sao cái mùa Guerra. 19 TS TOTS nó đắt không? Nó giá nó cao. Tại vì cái Đó mùa là đấy một nó pha bị giới biểu diễn và hạn, đường truyền đó thật tuyệt vời. không ra thẻ đấy nữa, cho nên là Mbappe. cầu thủ Một pha phản xạ tuyệt vời giá của thủ nó vẫn môn, không có cao. gì áp lực với anh ta. Phải là Gareth Bale. Có thể có bàn thắng. Gareth Nguy hiểm Bale đang mùa bị hóa hot. giải bởi pha đấm bóng này. Đúng rồi. Đây là Golovin, Alexander Golovin. tiền vệ của bóng đá Nga đấy. Anh em xem World Cup Đứng ở vị 2018 trí là rất tốt thấy ở pha Golovin bóng rồi. quyền kiểm soát bóng. Kylian Mbappe, Các Blotin. bạn biết tại sao Golovin Alexander ông ấy không xuất Golovin. ra ngoài nước Anh hay là Tây Ban Nha hay là Đây Italia đá? rồi. Steven Tại vì Gerrard. cái mức lương ở nước Pha chạm Nga, bóng các rất câu lạc tốt. bộ nước Nga là người ta trả rất là cao rồi, thậm chí cao hơn cả việc xuất ngoại. Cho nên những cầu thủ bóng đá Nga người ta ít khi ra nước ngoài thi đấu là vì thế. Đi xa nó vừa tốn kém lại vừa là lạc lõng về ngôn ngữ, hòa nhập mất mất thời gian hòa nhập. Đưa bóng vào.
chơi bóng ở nhà vừa nhàn lại vừa lương cao, tội gì không 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 ở đúng không? Aubameyang. Đấy, đây là Hà Lan. Ferland Mendy. Robin. Alexander Golovin. Và đang giữ một thế trận tương đối an toàn. Một pha dứt điểm của Haaland. Không được. Đội bạn cũng đang cho thấy họ không phải là dạng vừa đâu. Hiệp 1 của châu Âu. À, nét hả anh? Ôi, ngày trước em cũng hay ngồi nét mà. Nhưng mà từ khi mình nghĩ ra mình hợp với cái nghề stream này rồi thì mình cũng sắm cho mình bộ chơi thôi. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Bây giờ bộ PC nó cũng rẻ mà anh. Không ai ngăn cản. Chưa đến chục triệu là cũng thể chơi được rồi. Còn cái bộ livestream thì nó hơn 20, 20-30 gì đấy. Là live FIFA ổn rồi. Nguy hiểm quá, The Line đã bị vượt qua rồi. Cần phải phá bóng ngay. Còn đú làm sao được với mấy cái ông kiểu như virus độ Messi hay là mấy ông giàu. Người ta ở cái tầm rồi nó khác. Bộ PC của họ phải mấy trăm triệu, thậm chí vài tỷ. Mình có gì thì mình dùng đấy thôi. Đa số những cái clip review cầu thủ ngày trước của em toàn làm ngoài quán nét mà. Và anh ấy đã truyền lại cho đội của mình. Bây giờ có máy thì lại hay livestream nên cũng ngại, chưa ít làm review. Mới rồi cũng mới làm cái review của ông Hazard mà OTW. Mấy ông Ronaldo mà lên hero. Tạt bóng đi. Vào rồi, tỷ số trận đấu đã được. Nói chung review là phụ thôi. Một lần thắng đến từ đội trưởng của đội bóng. Đúng vậy, đó okay. Là một người đội trưởng mẫu mực. Anh ta làm tôi nhớ tới Lương Xuân Trường, thủ quân. Nói chung là không có việc gì khó, chỉ sợ mình không liều thôi. Để thoát khỏi siêu quất hết. Và bất ngờ tung ra cú đánh đầu hiểm hóc. Có thể dứt điểm ngay. Aaron Bisaka. Anh ấy đã cướp được bóng. Đúng rồi, trong cái thời điểm mà Covid nó tung hoành kinh tế này thì nhìn chung là ai cũng khó khăn thôi. Dẫn trước hai bàn rồi. Tôi vẫn tiếc hùi hụi cơ hội ngon ăn vừa qua. Kylian Mbappe rồi cứ cố gắng. Xong luôn. Yes. Thấy chưa? Thấy mà khả năng ghi bàn của Erling Haaland chưa? Mùa này là mùa 19 Champions League. Mùa này là mùa 19 Champions League đấy. Rất tiếc trò vệ, đó là trách nhiệm của anh ấy. Đánh đầu khét lẹt. Bạn luôn muốn phá bóng lên trong cái tình huống đó, nhưng đôi lúc bạn sẽ không biết được bóng sẽ bay ngược vào lưới. Tỷ số được san bằng hai đều rất hấp dẫn. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Hay quá. Dưới người hết một sức pha cản được. Đấm bóng rất hay của đội kia. Ở đây anh em chơi xếp hạng em cũng chơi tay cầm nhưng mà nói chung em thích dùng bàn phím hơn. Có tay cầm nhưng mà em chơi bàn phím quen rồi, tại vì mình gắn bó với cái tựa game FIFA Online 2, Online 3 rồi đến Online 4 là đa số là
là chơi bàn phím không, cho nên là bây giờ nó quen với cái bàn phím hơn rồi. Bất bóng trong vòng cấm mà thi Tay đấu. cầm mình cũng phải cần có thời gian để mình làm quen đấy. Mà Dạ nếu như vâng. mà muốn thi đấu hay thì chơi tay Biết cầm nó là sẽ là mượt hơn. Cao thủ thì họ hay chơi tay cầm hơn, dễ đều hướng quân. Mình đang ở rank cũng môn bình đá bắn thường rất nên tốt. chơi bàn phím là cũng ổn rồi. Ronaldinho. Bàn phím thì Cắm bóng mình vào đi. đầu tư cái bàn phím cơ thì nó cũng bền, Tuyệt vời. cũng dễ bấm. Những tình huống phạt góc thế này có thể tạo ra khác biệt trong trận Thầy đấu căng thẳng. huấn Gareth thầy Bale. huấn dạy Đó là một liều người rõ ràng nhưng trong nó tầm là kiểm của ông. soát Vâng, cả hơi chần chừ một thoáng thôi và quyết định vội vàng à? làm thế Thầy trận bay trận huấn đấu. Lozier. Trận đấu xuất sắc nhưng không có gì giữa Hà Nội. Thực Họ vẫn ra đang cố gắng tìm thì lấy bàn mấy thắng. cái ông Còn 5 phút nữa là kết thúc. kiểu vậy thì nói thì mình cũng chỉ Aubameyang. nên tin độ Aaron Bisaka. 50% thôi. Thấy mấy ông hay xàm trên mạng nhưng Khuôn mà mặt rất căng thẳng. chả biết Đây thế chắc chắn nào. là một đội mà không ai muốn bỏ qua. Đâu đó là nghe cái vụ mẹ viết sách Ronaldo các cũng kiểu đã cản phá được pha ghi bàn. bán gần triệu cũ mà còn viết sai cả lỗi chính tả Thời gian bù giờ tới 3 mà. phút. Aaron Bisaka. Sergio Ramos. Ferland Mendy. Chung là trên mạng này nhiều ông nổi Vieira. lắm, nhiều ông mà chả hiểu, nhiều khi chả hiểu vì sao cái ông nổi là theo cái kiểu gì này. Sudi Xong luôn, đã có pha yes, lên đỉnh. đấy, Đây một là màn cú lội đúp ngược cuối dòng cùng tuyệt của vời đội luôn. ở những phút quyết định Không này. có gì ngọt ngào hơn ở phút bù Tình giờ huống cuối cuối cùng của cùng trận thì đấu đó chúng là một ta pha ghi được dứt điểm. 3 thắng. Wow, họ Và sẽ đó trở là thành đội những trưởng nhân của vật chúng tập trung ta, tương lai. Steven Gerrard, Anh ta icon. chính là anh hùng bởi vì nó đã đem về chiến thắng quan trọng cho cả đội. Một Real tình huống Muhaza phạt là góc hợp thứ lý 63 rồi. này. Nhưng mà nói chung là Như vậy là trận đấu cái đã việc kết ông thúc. Hazard ông bị chấn thương nhiều cũng là một vấn đề đấy. Có rất nhiều những cầu thủ bóng đá rất là hay nhưng mà vì cái chấn thương nên họ là phải giống như kiểu giải nghệ sớm ấy, như Rô béo này. Hazard thì cảm giác ông ấy cũng khá nhanh kiểu như rút rút Ben của Bayern Munich ấy. Nhưng mà cũng mong manh. Đôi chân pha lê. Vài cái thịa cùi bắp. Mở tí cho chơi cho vui xem nào. Đi bộ. Nelson. Ôi ông này chạy nhanh nhỉ, 104 là mẹ chạy ghê nhỉ. Sinh năm 99, thuộc team của Arsenal. Chạy mẹ tăng tốc 104, tốc độ 104, 4 sao kỹ thuật. Được đấy, đá được cả hai cánh luôn. Ông nào mà thích dùng cầu thủ trẻ thì dùng mấy ông này được. Vậy là cũng đã nãy giờ mình livestream cũng tương đối là lâu rồi. Tối nay sẽ kết thúc livestream ở đây. Đã ít anh em theo dõi rồi. Mấy cái thịa cùi bắp này. Miranda. Ok nha anh em ơi. Mình sẽ kết thúc livestream ở đây. Chúc anh em ngủ ngon nhé. Ông Raul này được cái dứt điểm tốt. 120. Xem ông Zara này bá cái điểm nào này. Sút xa tốt. 120.
Hẹn gặp lại anh em trong livestream ngày mai nhé. Thấy đông người xem rồi đấy. Bây giờ cũng mình livestream thế thôi.